Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những buổi tổng ôn liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Và như các em đã biết rằng là môn sinh học nó là một phần trong cái bài thi mà tổ hợp khoa học tự nhiên, bài thi khoa học tự nhiên. Và trong bài thi sinh học thì chúng ta có khoảng 10 câu hỏi ở trong cái đề thi khoa học tự nhiên đó. Và ngày hôm nay thì riêng thầy sẽ phụ trách cái phần môn đó là môn sinh học. Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái cấu trúc bài thi sinh học kỳ thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội nó sẽ có những cái phần như thế nào. Sau khi mà chúng ta đã trải qua những cái giai đoạn mà ôn tập, đúng không? Các bạn, thông thường thì chúng ta sẽ ôn tập đồng thời là gì? Đồng thời cả kỳ thi trung học phổ thông rồi kỳ thi đánh giá năng lực chung. Bởi vì là kiến thức dù sao nó cũng là những kiến thức mà từ lớp 10 đến lớp 12 thôi, kiến thức chung. Chứ kể cả kỳ thi đánh giá năng lực có là một kỳ thi khác, người ta cũng không thể nào thi những cái kiến thức mà bên ngoài cái sách giáo khoa, bên ngoài những cái kiến thức trung học phổ thông được. Nên các em cứ yên tâm, đúng không? Thì để mà tìm hiểu được cái một cấu trúc bài thi sinh học của kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội ấy, thì chúng ta phải xem gì, xem cái đề thi mẫu của họ đã nhá. Thì đề thi mẫu của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được công bố và nó gồm có 10 câu hỏi. Thì bắt đầu từ câu 141 đến câu 110 thì chúng ta có thể điểm qua, chúng ta có thể thấy được như thế này. Ví dụ câu 141 này, bạn sẽ thấy rằng là câu 141 chúng ta sẽ là thực vật, đúng không? Nó sẽ là thực vật. Tiếp theo nó là câu 142, nó là thực vật. Ok, chúng ta không đi chi tiết, đi chi tiết chúng ta sẽ đi chi tiết sau. Bây giờ chúng ta sẽ đi khái quát trước. Câu thứ hai, câu thứ ba nó là động vật. Và như vậy các bạn sẽ nhìn thấy là đây, đó là phần lớp 11, nó chiếm đến 3 câu hỏi, 30%. Tiếp theo là bắt đầu đến kiến thức lớp 12 rồi. Câu thứ tư đó là cơ chế di chuyển và biến dị. Đấy, hoặc Overdone đây này, đúng không? Rồi. Tiếp theo nữa, đó, chúng ta đến với câu tiếp theo là câu 145. Thì nói về cái gì? Cơ chế di chuyển và biến dị. Một câu nói về đột biến gen. Đấy chứ? Ok. Tiếp theo là một câu về ứng dụng di truyền học và chọn giống. Ở câu này liên quan đến cái truyền phôi, đấy, công nghệ tế bào. Tiếp theo, hết phần di truyền, chúng ta sẽ phần lý thuyết tiếp theo là phần tiến hóa. Vẫn là một câu lý thuyết nhé. Nãy giờ toàn câu lý thuyết đó. Một câu tiếp theo là phần lý thuyết tiến hóa. Có một câu lý thuyết tiến hóa thôi. Và như vậy rằng là có hai câu tiếp theo là hai câu sinh thái. Đã nhìn không? Thứ nhất, nó là quần xã này. Cái thứ hai là hệ sinh thái này. Rồi, và chúng ta chỉ có một câu bài tập duy nhất liên quan đến di chuyển phả hệ ở trong đây. Chỉ một câu duy nhất liên quan đến di chuyển phả hệ ở trong đây. Và đây là câu bài tập cuối cùng, chiếm đến 1 phần 10 số câu hỏi. Thế thì, như vậy rằng là cái để điểm qua được cái phần cái cấu trúc của bài thi ấy, chúng ta sẽ đánh giá lại, cái thông số lại xem là mỗi một câu hỏi, mỗi một phần kiến thức nó sẽ chiếm bao nhiêu câu hỏi, mức độ câu hỏi nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta thấy rằng là về chủ đề, chúng ta có thể thấy rằng là ở đây gồm có chủ đề ở trong cái đề bài thi mẫu rồi nhá. Bài thi mẫu này chúng ta thấy là phần thực vật này có 2 câu, phần động vật có 1 câu, được chưa? Phần cơ chế di chuyển biến dị chúng ta thấy có 1 câu thông hiểu và 1 câu vận dụng. Đấy, ứng dụng di chuyển chúng ta sẽ có 1 câu và thông hiểu. Di chuyển phả hệ chúng ta sẽ có 1 câu vận dụng. Và tiến hóa thì có 1 câu và sinh thái có 2 câu, cũng thuộc cái cấp độ thông hiểu. Thế thì cái từ đây chúng ta sẽ thấy nhận ra một điều này. Cái đề này, thi này, cái phạm vi về mặt kiến thức nó rất là rộng, rộng ngang so với là đề thi trung học phổ thông. Thế nhưng về mức độ câu hỏi các bạn sẽ thấy ở đây nó không vận dụng cao, sẽ không có vận dụng cao. Bởi vì rằng là nó chỉ là một phần, nó là một phần thi nhỏ trong cả một cái bài thi về tổ hợp khoa học tự nhiên sau. Đó, thế nên là chính vì thế mà nó sẽ có một hai câu vận dụng để mà có thể phân loại đánh giá được học sinh, chứ không thể nào là một bài thi riêng rẽ như chúng ta kỳ thi trung học phổ thông mà chúng ta thấy là 50 phút 40 câu mà. Đấy, thì lúc đấy nó sẽ phải phân hóa, nó sẽ khác mà nó nằm trong cái tổ hợp khối thi khác nhau, khối B, khối gì đó, vân vân. Thế còn đây nó là nằm trong cả một bài thi là khoa học tự nhiên xã hội, lý hóa sinh, đúng không? Có cả lý hóa sinh và môn xã hội nữa. Đó. Và cái cấu trúc lớp 11 chúng ta thấy là 30%. Ở đây có 30%. Nhưng mà cái cấu trúc 30% này, 30% lớp 11 này nó rộng hơn so với kỳ thi trung học phổ thông. Nếu chúng ta thấy rằng là kỳ thi trung học phổ thông nó chỉ thi là gì? Chỉ thi có cái phần kỳ 1 thôi, tức là chuyển hóa vật chất năng lượng. Thế nhưng mà trở lại với câu hỏi vừa rồi, chúng ta thấy rằng nó thi cái gì? Thuốc tránh thai đấy, progesterone, testosterone đấy. Bạn sẽ thấy rằng là đó là chính là cái phần mà sinh sản, điều hòa sinh sản của tận cuối năm lớp 11 cơ. Và như vậy nó rất là rộng, đúng không? 11, 30%. Đấy, lớp 12 thì có 70%, 7 câu hỏi. Ok. Rồi, nhận biết thông hiểu nó chiếm đến 80%. 80%, được chưa? Còn vận dụng thì nó chiếm bao nhiêu? Vận dụng chiếm 20% thôi. Và lý thuyết chiếm đến 90% và bài tập đến 10%.
Nếu mà phần bài tập thì chúng ta có thể thấy là như này. Phần bài tập nếu thực sự mà nếu mà so với kỳ thi trung học phổ thông ấy thì cái phần bài tập nó chưa là cái gì trong kỳ thi trung học phổ thông đâu, bởi vì nó ở mức vận dụng đơn giản thôi, nó không quá phức tạp. Nhưng bởi vì nó thi rộng, khổ lỗi là gì, bài thi khoa học tự nhiên xã hội nó đến tận 5 môn cơ mà, đúng không? Ở đây nó không phải đòi hỏi là một độ sâu về một cái môn nào đó trong bài thi khoa học tự nhiên, nhưng nó lại đòi hỏi cái độ rộng của bài thi khoa học tự nhiên. Gần như toàn bộ chương trình từ lớp 11 đến lớp 12 chúng ta phải học, mà mỗi phần lại chỉ tới một câu. Thế thì các bạn lưu ý nhá, là gì? Ở đây ý, khi mà phân tích cái đề thi mẫu ấy, chúng ta sẽ chỉ thấy được như thế này. Thế thì một câu hỏi đặt ra rằng là nó giống như cái đề thi minh họa của Bộ Giáo dục Đào tạo về kỳ thi trung học phổ thông ấy. Các bạn sẽ thấy là ô thế thầy ơi, em nhìn thấy đề thi minh họa nó chỉ thi cũng có, nó chỉ thi vào đúng cái phần này thôi, thì liệu rằng cái thi thật có thi phần này không? Không. Chúng ta phải lưu ý như này này, những câu hỏi mà mang tính chất đó là tượng trưng để cho chúng ta biết rằng là nó sẽ thuộc phần nào, nó thuộc phần nào. Ví dụ như là cái phần năm nay nó có thể thi hai câu, một câu cơ chế di chuyển biến dị, nó phải thi thêm một câu quy luật di chuyển. Bởi vì cái ngân hàng, các em phải biết đây này, cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội nó có từ năm 2015 rồi. 2016 lại tiếp tục, sau đó lại dừng lại, bắt đầu đến 2017 thì kỳ thi tổ chức kỳ thi chung so với trên cả nước. Thế xong rồi là đến bây giờ xuất hiện cái trở lại cái kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì cái ngân hàng của họ rất rộng, và họ cái ngân hàng câu hỏi nó bao phủ tất tần tật tất cả các chuyên đề mà chúng ta đã học. Chứ không phải là các bạn sẽ nhìn thấy vào đây các bạn bảo rằng là ô thầy ơi, thế thì nó chỉ thi cơ chế di chuyển biến dị à? Nó không thi quy luật di chuyển à? Không. Có năm nó thi quy luật di chuyển đấy các bạn. Có năm nó không thi ứng dụng di chuyển học ở trạng giống, nhưng mà nó lại thi cái quy luật di chuyển. Đấy, nó thi cả di chuyển quần thể nữa cơ. Đấy, thế nên là chúng ta lưu ý ở đây là gì? Các bạn chỉ chúng ta sẽ biết một điều là thứ nhất là cái phần thực vật và động vật nó chiếm đến 3 câu. Và 3 câu này có thể làm giải rác, có thể là thực vật 2 câu, có thể là động vật 1 câu, hoặc cũng có thể là động vật 2 câu và thực vật 1 câu, tùy năm và tùy đề của các bạn nhé. Cái ngân hàng đề nó rất rộng. Và chính vì thế mà cái chúng ta cần biết là sinh học thực vật và sinh học động vật tổng nó là 3 câu. Tiếp theo phần di chuyển. Phần di chuyển chúng ta sẽ có 4 câu. Các bạn nhìn này, phần di chuyển có 4 câu. 1 2 3 4 và phần vận dụng của nó làm hết là phần di chuyển. Phần di chuyển có 4 câu nhá. 4 câu. 3 4 và bốn câu này nó sẽ có làm giải rác trong các chuyên đề, đó là từ cơ chế di chuyển biến dị, ứng dụng di chuyển, quy luật di chuyển phả hệ, nó đều có. Rồi phần cuối cùng, phần tiếp theo là phần tiến hóa, đó là 1 câu, và phần sinh thái nó là 2 câu. Giống như sinh thái thì bảo là ơ thầy ơi, nó chỉ hỏi có muốn quần thể với quần xã, thế hóa ra nó chỉ thi quần thể quần xã cả, nó không thi hệ sinh thái hả thầy? Không, đừng hiểu như thế. Ở đây nó chỉ cho chúng ta biết được rằng là nó sẽ thi vào cái phần chuyên đề phần lớn nào thôi. Như là ví dụ như nó thi vào phần di chuyển, ok, thì trong phần di chuyển đấy nó có thể nhiều phần di chuyển khác nhau, chứ đừng bảo là ôi dồi ôi thầy ơi, đề thi mẫu nó chỉ thi có mỗi cơ chế di chuyển biến dị mà sao thầy dạy em lắm thế, mà là em học rõ lắm thế. Không, các bạn phải hiểu rằng là đề thi nó có nhiều mã đề khác nhau và nhiều cái đề khác nhau, và nó phân tán vào các lý thuyết khác nhau, được chưa? Tự chung lại, chúng ta thấy với 10 câu hỏi này nó không hề là quá khó, nhưng nó đòi hỏi sự rộng. Và chúng ta tính tổng điểm thì mỗi một câu thì giá trị điểm như nhau, học bài học bài thi khoa học tự nhiên và xã hội thì cái tổng điểm giá trị điểm nó sẽ là như nhau. Và cái này nó không nằm ngoài cái chu trình, cái chu kỳ ôn tập vào cái kỳ thi trung học phổ thông của các bạn cả, và chúng ta vẫn cứ ôn tập bình thường. Thế các bạn nhìn vào đây rồi các bạn sẽ thấy rằng là hoàn toàn với thứ nhất là lý thuyết thì cũng tương đồng, đúng không? Về lý thuyết thì kỳ thi trung học phổ thông với kỳ thi trung học với kỳ thi đánh giá năng lực thì nó cũng tương đương nhau, nó nhận biết thông hiểu nó nhiều. Nhưng mà phần bài tập ở đây thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi, đúng không? Ok, như vậy rằng là với cái clip đầu tiên, đó là cái video đầu tiên, chúng ta đã tìm hiểu về cái cấu trúc của một bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội như thế nào. Chúng ta thấy rằng là có những phần lý thuyết, chúng ta phần bài tập, và chúng ta cũng đã thấy một cái đặc biệt nhá, có đặc biệt đây cái chỗ này. Cũng cái đặc biệt đó là 9 câu nó sẽ chọn đáp án ABC, nhưng mà sẽ có một câu là chúng ta sẽ làm sao, sẽ điền cái gì, điền cái thông tin. Rất là hay, chứ không phải là cái chuyện các bạn là chọn bừa ABCD, mà đây là có một câu chúng ta phải điền đáp án. Đây là một cái đổi mới. Cứ trước kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, họ với cái phần thi khoa học tự nhiên thì họ chỉ điền đáp án ABCD thôi, nhưng bắt đầu từ năm 2021 trở đi thì cái nó sẽ có thêm cái cách hỏi, đó là điền cái thông số đáp án vào đây.
là một cái rất là khá là mới so với các kỳ thi trước. Đó. Rồi, chúng ta sẽ thầy trò chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái buổi tổng ôn số 2 liên quan đến phần tổng ôn lý thuyết, và buổi tổng ôn số 3 thì thầy sẽ tổng ôn cho các bạn cái các dạng liên quan đến bài tập nhá. Ok. Và xin hẹn gặp lại tất cả các bạn. Xin chào các em.